Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. 3 năm mới về Ấn Độ, Võ Hà Trâm rơi nước mắt khi chia tay nhà chồng. Sau 3 năm, Võ Hà Trâm mới có cơ hội sang Ấn Độ thực hiện dự án cá nhân kết hợp thăm gia đình chồng. Gặp lại người thân, nữ ca sĩ không giấu được niềm hạnh phúc vỡ hòa. Chuyển sang Ấn Độ của Võ Hà Trâm trong đầu năm nay nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả nữ ca sĩ Võ hòa khi được trở lại quê chồng sau 3 năm. Đối với giọng ca sinh năm 1990, đây là cơ hội thăm mẹ chồng và tranh thủ triển khai dự án âm nhạc trong năm 2023. Đầu năm 2023, Võ Hà Trâm có chuyến sang Ấn Độ và nhận được sự quan tâm của khán giả. Nhân chuyến đi này, Võ Hà Trâm có cơ hội được thăm nhà chồng. Võ Hà Trâm vừa đăng tải trên trang cá nhân video ghi lại loạt khoảnh khắc trong thời gian ở Ấn Độ làm MV ca nhạc. Trong video, người đẹp ăn vận trang phục đơn giản, không trang điểm cầu kỳ nhưng vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi về sắc phóc. Mới đây, video ghi lại hành trình trở về Ấn Độ được Võ Hà Trâm đăng tải. Sắc phóc thu hút của nữ ca sĩ sinh năm 1990 nhận nhiều lời khen ngợi. Võ Hà Trâm không giấu được hạnh phúc, cảm thấy phấn khích khi gặp lại mẹ chồng, chị chồng sau 3 năm xa cách. Ba người ôm chầm lấy nhau, tay bắt mặt mừng khiến khán giả cảm động. Chuyến đi này ngoài Võ Hà Trâm còn có sự xuất hiện của ekip thực hiện MV ca nhạc của cô võ hà trâm hạnh phúc ôm chầm lấy mẹ chồng chị chồng võ hà trâm cũng như ekip được gia đình chồng nữ ca sĩ chào mừng tiếp đón chú đáo mẹ chồng chị chồng còn chuẩn bị sẵn trang phục ấn độ hỗ trợ cô trong lúc mặc thử tình cảm giữa cô với người thân gia đình chồng khiến nhiều người ngưỡng mộ có thể thấy nữ ca sĩ đã có những phút giây vô cùng đáng nhớ trên đất ấn gia đình chồng tiếp đẩy cô và ekip chú đáo người đẹp hạnh phúc cảm ơn mẹ chồng vì sự chào đón nồng hậu mẹ chồng chị chồng giúp cô mặc trang phục truyền thống ấn độ cô có những phút giây hạnh phúc bên gia đình nữa kia võ hà trâm và gia đình chồng không giấu được sự nghẹn ngào khi phải chia tay thậm chí nữ ca sĩ còn gọi đây là hành trình trở về ấn độ đầy xúc động mẹ chồng của nữ ca sĩ không nén được những giọt nước mắt vì phải rời xa con dâu nữ ca sĩ vừa mừng vừa tuổi nói mẹ khóc thương quá à người đẹp và người thân gia đình chồng nghẹn ngào khi phải tạm chia tay nhau đối với võ hà trâm chuyến đi ấn độ là hành trình trở về đầy xúc động nàng dâu ấn độ và mẹ chồng rưng rưng nước mắt bên nhau không muốn rời nhiều khán giả đồng cảm với cảm xúc mà võ hà trâm và các thành viên trong gia đình chồng phải trải qua sau khi xem video thương quá xem video mà cảm nhận được tình yêu mẹ chồng dành cho trâm như con ruột vậy hạnh phúc quá chị à quá trời dễ thương. Tình cảm gắn bó của Võ Hạ Trâm với gia đình chồng nhận được sự quan tâm ngưỡng mộ. Gần đây, nữ ca sĩ hào hứng khoe với khán giả được chồng hỗ trợ 5 tỷ đồng thực hiện dự án âm nhạc mới. Dù ít nói nhưng ông xã bao giờ cũng yêu thương làm tất cả mọi thứ vì cô. Nữ ca sĩ tiếc nuối đến rơi nước mắt khi phải tạm chia tay gia đình chồng trở về Việt Nam. Khán giả đồng cảm với cảm xúc của nữ ca sĩ và người thân. Võ Hà Trâm và gia đình chồng Ấn Độ có mối quan hệ tốt đẹp, tăng tình. Cô mới khoe ông xã hỗ trợ 5 tỷ đồng để thực hiện dự án âm nhạc. Ai nấy ngưỡng mộ khi người đẹp có gia đình hạnh phúc, sự nghiệp thành công. Đông đảo khán giả cảm thấy vui mừng thay cho Võ Hà Trâm khi được gia đình chồng yêu thương, quan tâm hết mực. Có thể thấy mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu nếu nhờ biết cách dung hòa, đối xử chân thành với nhau thì ngọt ngào chẳng kém tình mẹ con ruột thịt. Còn bạn bạn nghĩ sao về video nữ ca sĩ mới đăng tải? Hãy chia sẻ với chúng tôi ngay nhé. Và đừng quên cập nhật thêm nhiều thông tin thú vị về sao trên tin mới nhất. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.